Hello, xin mến chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì có một lô vang bãi cũng là tháo phòng về cho anh em để sử dụng. Con vang này là REKG anh em nhé, K99. Là một dòng vang bãi tháo phòng anh em nhé. Đôi khi có những cái vết xước này do người ta bắt ốc vào tủ đấy anh em nhé. Ok chưa? Nội thất đây em cũng mở và đây bây giờ test trực tiếp vào vấn đề luôn cho anh em. Con này thì nó là hàng bãi tháo phòng, em vẫn bảo hành cho anh em 3 tháng bình thường anh em nhé. Và giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có 1.600.000 đồng thôi. Em bao ship và setup cho anh em để cho anh em để chơi. Ok chưa? Đầu tiên thử tiếng mic anh em nhé. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12. Anh em nghe tiếng echo nó có hay không? Loa lắc 12 đẩy HD 4.10. Thử cho anh em nghe. 6 7 7 8 9 10 11 12. Khi anh em mua vang thì hầu như anh em quan trọng nhất về cái tiếng mic, cái tiếng effect của nó có ngon hay không anh em nhé. Rất nhiều anh em băn khoăn và muốn nghe về cái tiếng effect, tiếng mic nó như thế nào. Thì đây là một cái video mà em cũng chủ yếu em sẽ tập trung vào cái tiếng mic và cái tiếng effect cho anh em cùng nghe và cùng tham khảo anh em nhé. 6 7 7 7. Và khi mà lên nhạc ấy, cái tiếng effect của nó vẫn rất là ngon, ngọt, nó không bị đè đâu anh em nhá. Đây. 6 7 7 7 1 2 3 4 5 6 7 9. Anh em khi mà pha quyện nhạc vào thì cái tiếng mic nó không bị chìm đi. Mà tiếng mic, cái tiếng echo nó vẫn rất là nổi cho anh em. Đây, đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 9. Anh em nghe tiếng mic nó rất là đã luôn anh em nhá. Định anh em là tiếng mic nghe này nó rất là đã, nó rất là sướng, đúng không? Đấy. Thì cái con này thì chỉnh tay nó rất là dễ thôi anh em nhá. Chỉnh tay cái phần mic, phần effect, phần music nó rất là dễ thôi. Ở đây anh em thể nhìn thấy. Đấy, những cái thông số echo, reverb cho anh em nó rất là dễ, kể cả đường mic cũng vậy thôi. Đấy, những cái thông số rồi đường nhạc cũng vậy thôi anh em nhá. Đấy, anh em nhìn chưa? Những cái thông số nó hiển thị hết trên cái màn hình này và anh em tinh chỉnh nó rất là dễ. Đấy, ok cho anh em. Đấy, thì với cái con vang này thì đây là cái nội thất bên trong của nó, sử dụng nguồn biến áp xuyến anh em nhé. Một nguồn biến áp xuyến và bên trong đây là linh kiện của nó. Linh kiện thì với con vang số nó rất là dày đặc ở đây rồi, đúng không ạ? Đấy, với con vang số đây anh em nhìn này, linh kiện. Đấy, bo chống hú, chip echo, hai chip DAC giải mã anh em nhé. Anh em nhìn chưa? Đấy, đây là bên trong cái nội thất. Và cái thiết kế của mặt đằng sau của nó thì con này có cả cổng quang, có cổng AV đầu vào anh em nhé, có cổng quang này. Đấy, SPDF này là cổng quang này. Đấy, ok chưa? Đầy đủ các cổng ra như sub này, center này, surround này, left right, hai đường mic 6 ly đằng sau. Đấy, là một trong những con vang rất là phổ thông cho anh em mà đầy đủ những cái cổng. Anh em có thể cắm đường mic đằng trước hoặc anh em có thể cắm đường mic đằng sau, tùy theo cái sở thích của anh em. Anh em dùng mic dây thì sẽ phải cắm đằng trước, và anh em dùng mic không dây thì anh em cứ cắm đằng sau thì nhìn nó đẹp nét luôn anh em nhá. Đấy, cổng kết nối với cáp USB cho anh em chơi. Con này thì em nói rồi, giá là 1.600.000, bên em bao ship cho anh em và hỗ trợ setup, được chưa? Quá hợp lý cho anh em về một cái mẫu vang số như này rồi anh em nhá. Giá nó chỉ ngang với một con vang cơ, mà cái chất âm, mà cái ổn áp, cái tiếng của nó mang lại cho anh em thì rất là hợp lý, ổn áp cho anh em chơi. Đấy, nội thất đây không có gì phải giấu giếm cả, luôn luôn công khai cho anh em. Và tất cả những hàng này đều bao zin cho anh em nhá, bao zin cho anh em và giá hợp lý, hỗ trợ setup cho anh em, quá ổn áp đúng không ạ? Anh em có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ anh em nhá. Chào anh em và hẹn anh em các clip lần sau. Quan trọng tiếng effect thử lại cho anh em nghe. 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12. Quá ngọt đúng không anh em? Quá ngọt cái tiếng mic này, có 1.600.000 thôi. Cực kỳ hợp lý anh em nhá. Ok anh em.